Chương trình phổ truyền giáo lý Phật giáo Hòa Hảo của Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo miền Nam California trên băng tần 56.7 của đài Lý Đô Sài Gòn TV xin trân trọng kính chào tái ngộ cùng với quý đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo cũng như quý khán thính giả của đài Lý Đô Sài Gòn TV toàn cõi Hoa Kỳ và hệ thống YouTube toàn cầu. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay chúng tôi xin trình bày đề tài mừng ngày 18 tháng 5, bài viết của đồng đạo Lê Yến Dung nhân kỷ niệm thứ 80 ngày Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo, là một ngày vui đặc biệt của toàn thể tín đồ của tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo và của cả nhân loại quần sanh. Kính thưa quý vị, đồng đạo cũng như quý khán thính giả thân mến, trước khi đi vào chương trình đại lễ 18 tháng 5 hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị thưởng thức bản nhạc kỷ niệm 80 năm ngày khai đạo, thơ Hồng Trần, nhạc Lê Yến Ngọc Dung qua phần trình bày của ca sĩ Đông Đào và bé Ngọc Anh. Nên đạo thầy khai đã dính môi,
ngày nay thế giới lâm hòa hảo, cùng khắp nơi nơi sáng rạng ngời. Kính thưa quý vị, sau đây kính mời quý vị cùng với chúng tôi tham khảo đề tài mừng ngày 18 tháng 5. Kính thưa quý vị, cứ mỗi năm khi trời vào hạ, mang theo những vệt nắng vàng ống ả, ấm áp chan hòa khắp chốn, muôn hoa ngẩng cao đầu, rộ nở cười khoe sắc tắm, để điểm tô cho một trời bao la của tình yêu đại đồng nhân loại. Đó cũng chính là lúc chúng ta cùng nhau chuẩn bị đón chào mừng đại lễ 18 tháng 5 uy hoàng và trọng đại. Ngày 18 tháng 5 là một ngày thiêng liêng duy nhất. Ngoài kia, muôn chim đang reo vui hót vang khắp trời quê hương Việt Nam và cả thế giới. Những nơi nào có tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đang sinh sống, đâu đâu cũng qua đăng ngập lối, khói nhang nghi ngút. Ngày 18 tháng 5 là ngày tràn ngập niềm vui của hàng triệu tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, cùng hòa nhịp con tim, hàng hàng lớp lớp lũ lượt về thành đô đạo đức. Đó là Thánh địa Hòa Hảo, sảnh đường Kim Sơn Phật, nơi mà cách nay 80 năm về trước, Đức Giáo Chủ đã nhận trách nhiệm với thiên đình vượt mọi thử thách, đứng ra lập đạo cứu đời với sứ mạng. Vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Thiên Tào đã xác định khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ nguyên này, say mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả. Luật trời đã trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều, chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế. Đó chính là trọng trách của Ngài với thiên đình. Ngài lâm phàm trong hoàn cảnh đất nước Việt Nam rơi vào ách thống trị của ngoại xâm, dưới tà quyền của nhóm đảng vô thần, ngu muội, nên dân chúng sống trong kiếp đời tang thương đói khổ. Những người yêu nước có ý thức và biết được trọng trách của một công dân thì bị thực dân kèm kẹp, bắt vào tù. Dân trí thức thì chạy đuổi theo danh vọng tiền tài để lãng quên đi số phận của mình đang bị đô hộ bởi ngoại lai và quên đi sự nghiệp của cha ông. Còn lại khối nông dân đông đảo, thuần lương giữ được nhiều đức tính của dân tộc thì ít học, sống cơ cực trong mê tín dị đoan, không người hướng dẫn. Trước tình cảnh không lối thoát này, Phật giáo Hòa Hảo đã xuất hiện ngay trong lòng dân tộc để giác ngộ họ với một chủ trương cách mạng: cải tạo tôn giáo, cải tạo chính trị, cải tạo xã hội, cải tạo văn hóa, cải tạo giáo dục, cải tạo tâm lý và cải tạo mê tín tối tăm. Chính vì vậy mà Đức Giáo Chủ đã gây cho họ sự tin tưởng lớn, và Ngài cũng đã dùng văn thơ bằng lời thường để khuyến tu mạnh mẽ, tha thiết đánh động thẳng vào lòng người một cách rất là rộng rãi và hữu hiệu, đã thức tỉnh họ để họ thấy được hết cảnh khổ của xã hội hiện tại họ đang sống. Từ đó họ noi theo giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo mà tìm đường ngay nẻo chánh, giác ngộ cho chính họ, để cứu lấy chính bản thân, gia đình của họ và dân tộc, để tiến tới đời sống bác ái, tự do của một chủ trương đại hành và đại đạo trong tôn chỉ hành đạo của Phật giáo Hòa Hảo, để có được một thái bình vĩnh viễn, cảnh đại đồng nhân loại mà Ngài đã hằng ao ước. Ước mơ cho được đại đồng tràn trề khắp mấy cả lạc hồng thành thơi. Chính vì vậy mà Ngài cũng đã ân cần nhắc nhở: trên kẻ trí lấy công bình phân đoán, dưới vàng dân trăm họ được im liềm. Ấy là sông bốn biển hiệp một nhà, không ganh ghét dứt câu thù hận quan. Ngày 18 tháng 5 Kỷ Mão là một ngày thiêng liêng duy nhất mà vị thanh niên 19 tuổi, từ một thanh niên mang nhiều bệnh, bỗng quát nhiên đại ngộ, khôi ngô tứng tú, để cư mang tất cả bí ẩn của đạo lý Đông Phương,
thực hiện trọn vẹn tất cả tinh túy của Mật Tông, Thiền Tông và Tịnh Độ Tông. Ngài đã nối kết lại tinh thần Phật giáo nguyên thủy của lý tưởng Bồ Tát để gây dựng cải cách Phật giáo trong mọi ý nghĩa cao siêu nhất. Ngày 18 tháng 5 là ngày Đức Giáo Chủ đã khai sáng một tôn giáo hoàn toàn dân tộc với những giáo lý nhiệm màu của Đạo Phật, với chủ trương nhập thế học Phật tu nhân, gìn giữ tứ ân, rèn luyện bát chánh đạo, thực thi pháp môn niệm Phật, tiến tu đến giải thoát. Với một phương pháp thuyết giảng có ẩn ý thiên cơ, thu hút đông người, thức tỉnh lòng người để họ biết đâu là thiện ác, bằng giọng êm dịu, lưu loát, rõ ràng không vấp váp. Tháng năm Kỷ Mão đến nay, khắp trong ba tánh gặp bài sấm kinh. Lời dân tao nhã hữu tình, bởi dưng sắc lĩnh thiên đình sai ta. Quả vậy, nên trong quyển thi văn sấm giảng của Ngài là cả một kho tàng triết lý, một lý thuyết dân tộc, nhân bản, chính trị, xã hội, văn hóa, kinh tế và giáo dục. Ngài quả là bậc sinh nhi tri của giống nòi dân tộc, bậc sĩ đại anh hùng xả thân vì đại nghĩa cứu đất nước tồn vong, một bậc đại giác có đại nguyện xuống cõi trần nhiều đau khổ để vững tay chèo, lèo lái thuyền Bát Nhã, cứu độ chúng sanh muôn loài vượt khỏi. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, để đến bờ giác. Tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Ngày 18 tháng 5 là một ngày lịch sử của một Phật giáo hòa hảo canh tân đã sáng lập đảng Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, là một đảng chính trị tổng hợp dung hòa của thế giới, với một sự kiện đặc biệt trong tiến trình thành lập đảng Dân Chủ Xã Hội Đảng. Chỉ một thông điệp truyền khẩu của Đức Quỳnh Giáo Chủ ban ra, lập tức có 1 triệu đảng viên gia nhập. Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng là một đảng cách mạng cứu quốc duy nhất đương đầu với đảng Cộng sản. Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng do Đức Quỳnh Giáo Chủ thủ lĩnh là một chính đảng, là đảng chính trị duy nhất của Việt Nam có thể chiến thắng với những bạo quyền, những thế lực phi Việt để xây dựng một đất nước Việt Nam với một chủ trương tự do, công bình, độc lập trong yêu thương và nhân đạo. Ngài cũng từng khuyên các anh em tín đồ của Ngài: tất cả tín đồ anh em, nếu thấy mình còn nặng nề như non sông tổ quốc, thương giống nòi dân tộc, hãy tham gia Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng mà tranh đấu. Đây là phương tiện để anh em hành xử tứ ân. Qua việc lập đảng chính trị, người ta lại nhận xét rằng Ngài đã đi trước xa thời đại, có thể nói Ngài là vị đầu tiên đã đưa ra phương thức sinh hoạt chính trị dân chủ cho Việt Nam và đưa ra ý thức dân chủ vào hành động chính trị. Ngày 18 tháng 5 cũng là một ngày khởi nguồn cho sự sáng lập Hội Việt Nam Phật Giáo Liên Hiệp để đoàn kết với tăng ni Phật tử, không phân biệt tông phái nào, để nỗ lực vận động sự hợp sức Phật giáo trên toàn quốc. Chính vì vậy, nên trong lịch sử Phật giáo, Ngài là người đầu tiên duy nhất trong việc xây dựng đoàn thể tu học Phật Pháp với hàng triệu thành viên là khối tín đồ Phật giáo hòa hảo. Ngài đã thành công vượt xa sức tưởng tượng của cả quần sanh nhân loại. Ngày 18 tháng 5 cũng là một ngày khởi xướng thành lập Nghĩa quân Cách mạng Vệ quốc Liên đội Nguyễn Trung Trực, lấy tên một vị anh hùng dân tộc kháng Pháp để làm gương cho binh sĩ noi theo, để bảo vệ dân chúng và quê hương xứ sở, cũng là phương tiện cho tín đồ Phật giáo hòa hảo thi thiết hạnh vô quý thí. Khi quân xâm lược Pháp trở lại tái chiếm Sài Gòn và miền Nam Việt Nam vào cuối năm 1945, Ngài cũng thiết tha kêu gọi đồng bào, dân tộc cả nước hãy vùng dậy chống ngoại xâm. Hỡi anh em trong nhà Nam Việt,
Nhớ nước ta hùng liệt thuở xưa, ngàn năm bắt địch dài bừa, mà còn đứng dậy tống đưa quân thù. Hồn chiến sĩ ngàn thu rạng tỏ, gương anh hào trôi đó như châu. Non sông thanh bạch một bầu, ngọn cờ độc lập bay hầu khắp nơi. Chính vì vậy mà dù khoác áo nhà tu, không vướng bận miền tục lụy, nhưng khi quốc gia hữu sự, Ngài đã ra tay gánh vác non sông. Tuốt gươm vàng lên ngựa sông pha, đền sông nở nước thù nhà, thiền môn trở gót Phật Đà Nam Mô. Ngài cũng đã thiết lập một công binh xưởng tại Hiệp Xương, tổ chức các lớp đào tạo các cấp chỉ huy và khóa huấn luyện quân sự đầu tiên tại núi Dài, vùng Tất Sơn, đào tạo cấp tốc 10.500 binh sĩ. Dù đã 80 năm trôi nhanh, lúc nào trong tâm hồn của hàng triệu tín đồ của Ngài cũng như nhân loại vẫn tiếc tha tri ân pháp nhũ của Ngài, của nền đạo Canh Tân đã phá tan triết lý khuôn khổ của cả truyền thống xưa, thành công viên mãn thiền Lý Trần, thiền Trúc Lâm Yên Tử của Việt Nam, thiết lập một Phật đạo thuần túy dân tộc đậm đà cao siêu, đã tạo cho mỗi tín đồ của Ngài đã phát huy tự thân tinh tấn tu học để giải thoát. Một Phật đạo bao la tình bi mẫn và bác ái đã thể hiện qua những cuộc khuyến nông. Ngài kêu gọi nhà nông ráng lo cày cấy để giúp đỡ hàn vá lại nỗi thống khổ của đồng bào hai miền Bắc Trung đang đói khổ vì chiến tranh và thiên tai. Nhiều cơ quan từ thiện được dựng lên khắp nơi, nơi nào có bóng dáng của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là nơi đó dân chúng bớt lầm tan đói khổ. Ngày 18 tháng 5 của 80 năm trôi nhanh vẫn còn động mãi hình dáng của đấng từ bi giác ngộ như mới ngày nào đây thôi. Đức Tôn Sư trong dáng dấp thoát tục, khôi ngô, tuấn tú của một thanh sắc trẻ, giải dầu sương gió trong bóng đêm, xuôi ngược đó đây khắp nẻo đường quê hương Việt Nam để quằn quá độ sinh, nhọc nhằn, gian nan, đối phó với những ngày tháng bị giặc lưu giữ và dời đổi đó đây. Ngài không bao giờ nản chí, ngừng nghỉ, dù trong tủi nhục, quan trái bị ám hại trăm bề của bè lũ ác gian vô minh. Ngày 18 tháng 5 cũng là một ngày nhắc nhớ những sự việc trong muôn ngàn sự việc lớn lao trong vĩ nghiệp của Đức Quỳnh Giáo Chủ đã để lại cho quần sanh, mà trong lịch sử Phật giáo, chính trị và cả văn học của thế giới nhân loại, Ngài luôn chói lọi, sáng ngời, bát ngát, bao la trường tồn mãi với thời gian vô tận ở phía trước, mà đã không có một ai sánh kịp ở cái tuổi quá trẻ ngoài 20 và 7 năm cống hiến ngắn ngủi kể từ ngày 18 tháng 5 mà Ngài đã phải ra đi rất sớm. Hôm nay 18 tháng 5, cả một vùng đất thánh tại Thánh Địa Hòa Hảo An Giang rất rộn ràng và náo nhiệt. Người ta đã chen chúc với nhau để cùng thắp lên nén hương, để thương nhớ đến đấng từ bi, để cảm tạ pháp nhũ của Ngài và cũng thiết tha cầu mong một ngày trở lại của đấng Tôn Sư. Chừng nào thầy lại gia trung thì trong bóng đạo bóng tùng phủ che. Những cột đèn sáng rực di chuyển trên đường và rất nhiều thuyền ghe qua lại ngược xuôi lấp lánh trên sông Tiền Giang đã nói lên tinh thần an vui phấn khởi của những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong những ngày đại lễ, để đón nhận, để tri ân pháp nhũ của đấng từ bi đã tưới ban huệ linh cho khắp cả nhân gian, và cũng để tán dương sự nghiệp cao dày vì sanh chúng của Ngài. Đó cũng chính là những thông điệp màu nhiệm của Đức Phật
mà Đức Tôn Sư là vị đã thể hiện để tạo những viên ngọc chánh pháp chiếu sáng cho nhân loại chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, chương trình đặc biệt kỷ niệm ngày khai đạo năm thứ 80 của Tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo. Kính mời quý vị cùng chúng tôi nghe lại bài Sứ Mạng của Đức Huỳnh Giáo Chủ do chính tay Ngài viết vào ngày 18 tháng 5 năm Nhâm Ngũ 1942 qua phần trình bày của đồng đạo trẻ Lý An. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, lý thiên định hoạch định, cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa, chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Nhưng mà thử nghĩ, sinh trong dòng đất Việt Nam này, trải qua bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mấy phen, tùy cơ pháp chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm huyền thâm. Lòng mê si đã diệt, sự dị kỷ đã tan, mà kể lại nguồn gốc phát sinh. Trải bao đời giúp nước dùa dân, cũng đều mãi sinh cư nơi đất Việt. Những tiền kiếp giàu sống cũng là dân quan đất Việt, giàu thác cũng quỷ thần đất Việt chớ bao lìa. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư cơ truyền Phật, gọi nhuần ăn đức Phật, lòng đà quảng đại từ bi. Hiềm vì nỗi cảnh quốc phá gia vong, mái quyền cơ đã định, lòng thương chăm họ dương cảnh đồ lao. Chi xiết xót thương chúng sanh vạn khổ, nghĩ lúc còn làm người trong biển tục, lăn lộn chốn mê đồ mà chẳng quản thân giúp thế cứu dân. Giọng thân dĩ quắc, huống chi nay cơ màu đà thấu tỏ, sớm chiều hầu chơn Phật nghe kinh, ngạo du tư hải dạo khắp tiên bang. Cảnh an nhàn của người liễu đạo, muôn ngày vô sự lóng sạch phàm tâm. Sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần đặng chịu cảnh chê khen. Vì lòng từ ái chưa chan, thường bách tinh tới hồi tai họa. Phật dương đà chỉ rõ, mái diệu quyền chuyển lập hội long hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả, để ban cho xưng vị xưng ngôi. Người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Thiên tàu đà xác định, khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ quân này, sai mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh gây nên nghiệp quả. Luật trời đà trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều. Chư Phật mới nhủ lòng từ bi, cùng các vị chơn tiên lâm phàm độ thế, trước ra công cứu khổ, sau chỉ rõ cơ quyền, khuyên kẻ thế hướng thiện quầy đầu, cải tà quy chánh, thì mới mong thiên đình ăn xá bớt tội căn, kiếp đến long qua chầu Phật, trước biết rõ lực trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu, kiến diện bậc chân sư, tu hành mau đắc quả, sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Bởi đời này pháp môn bê mạc,
thanh đạo trăng du. Người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương khuấy rối. Ta là một trong các vị cứu đời ấy, ai liễu đạo nơi quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trợ tế nhân dân. Vì thể lòng từ bi bác ái, cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp, giúp ta nương cậy tu hành. Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mới rõ pháp mà tưởng rằng ta thượng sát cởi đồng, chớ có dè đâu, chuyển kiếp đã từ lâu chờ đến ngày ra chợ thế. Nên phương pháp của ta tùy trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam. Trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ. Dưới dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh, để cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh, mà cảm lòng từ bi của chư vị giới trăm quan. Thảm thiết lê văn lầm than thống thiết, mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên. Nên kẻ xa xôi từ văn chẳng tới, người láng giềng tiếng kệ nhàm tai. Đến trung tuần tháng 8, ta cùng đức thầy mới tá hiệu khùng điên, mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa rằng điều rõ biết, hầu ăn năn cải hóa làm lành. Còn kẻ chẳng tỉnh tâm, sao đền tội cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bảo. Vẫn biết đời lan xa thông trị, phép nước nghiêm hình, dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích. Nhưng mà ta nghĩ nhiều tiền kiếp ta cũng hy sinh vì đạo, nào quản sát thân, kiếp chót này đây há lại tiếc chi thân phàm tục. Xong vì tình cốt nhục tương thân, cũng ủng hộ chở che cho xác phàm bớt nổi cực hình. Bạc Liêu, ngày 18 tháng 5 Nhâm Ngũ năm 1942. Kính thưa quý vị, chương trình được liên tục. Kính mời quý vị thưởng thức phần diễn ngâm thi văn giáo lý của Đức Quỳnh Giáo Chủ qua bài Dặn Dò Bổn Đạo mà Ngài đã viết vào tháng 2 năm Canh Thìn 1940 tại Hòa Hảo. Kính mời quý vị thưởng thức phần diễn ngâm của đồng đạo Ngô Văn Ẩn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tháng năm 18 mi rõ ràng, cùng xóm cuối làng ai cũng cười reo. Xuống trần nhằm bối nạn eo, gầm trong dân sự còn nghèo chữ tu. Hạ mơn xanh chúng âm u, tây phương sắc lình dân du nam kỳ. Mượn nhầm một xác nhu mì, giảng dần sau tháng vậy thì xem sao. Rất buồn ba tánh biết bao, nạn vì sắp đến mà ngao du hoài. Viết ra giảng kệ bốn bài, giả từ trần thế lui hài bốn phi. An Nam phong quá lễ nghi, đời nay dân vật bỏ đi chẳng nhìn. Mạng lo chế nhạo trong kình,
chẳng toàn đạo đức mà dình thôn hương. Ta đây dường thế như lương, cứu dân chẳng nể nắng sương lắm đầu. Sáu trăng thầy tớ dạy dầu, quyết lòng truyền bá đạo màu mà thôi. Bồng lai điên dại có ngôi, Tây phương cực lạc khùng ngồi tòa sen. Từ bi ngọn đuốc mới nhen, giả như mở cửa mà then còn cầm. Dân tình xài xới dập bầm, nào hay ta đã thương ngầm sanh linh. Xác trần ta mở hoài thinh, đạo màu truyền pháp thình lình không hay. Trớ trêu con tạo thầy lai, lôi âm sắc lĩnh đòi rài hỏi han. Cúi đầu tâu trước Phật đàn, lễ dân mang ngành sớm làng cừ khôi. Đầu đuôi tâu lại khúc nôi, một trăm mới đặng ối thôi mười người. Mãn lo cao thấp ngạo cười, bởi chân trần hạ biến lời không lo. Di Đà nghe tối buồn xo, dạng dân ba tâm đắng đo nhiều bề. Làm sao cửa Phật vừa kề, hung sùng tàn ác khó bề giải khuyên. Thầy khùng trở lại quá điên, khùng điên mấy tháng tình riêng ai ngờ. Tường xưa dấu cũ còn mờ, không lo tìm kiếm mi bên bờ mà nghi nương. Nói cho bốn đạo đặng tường, dạy dân nào có gạt lường chi dân. Chim mô đà giữa cầu ngân, người xưa trở gót mấy lần ai hay. Đời này chưa vẹn tháo ngay, thì là khó thấy mặt mày người xưa. Dài đời nào quán nắng mưa, ước mong ba tánh sớm mưa tu hành. Đục trong bốn cuốn ngọn ngành, khuyên đời trao trĩa chớ lành cho sống. Con người có tổ có tông, học hay chữ nghĩa sao không phượng thờ. Hiếu trung truyện tích sờ sờ, người đời phải biết phượng thờ mẹ cha. Từ đây ta mắc bôn ba, dời chân ra bắt đặng mà giải khuyên. Dạng dân nên trọng Phật tiên, dễ người lời dạy đọa riêng một mình.
Bắc Nam chờ đợi cuối thần, sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta. Viết thêm một khúc ngâm a dặn dò bổn đạo vậy mà mấy trương. Ta giàu có cách thôn hương, dạng dân cứ chữ hiền lương mà làm. Thích Ca còn phê tước hàm, lầu cao cửa rộng mà ham tu hành. Phật tiên dụng kẻ lòng thành, đạo chân thì ít ai hành thiệt tâm. Trí phàm như chốn sơn lâm, dạy dân như phán rừng cầm cho dân. Nào đâu dân có biết ăn mạnh, rồi tưởng Phật giái thần làm chi. Đây này lời lẽ ráng ghi, thương đời nên mới làm thi khuyên đời. Ra đi dặn lại ít lời, khuyên trong bốn đạo dây thời ráng nghe. Dù ai tài phép bài khoe, ham linh tham nghiệm sợ e mang nghèo. Lựa cho phái cột phải kèo, phải dây phải giới mà theo kèo lầm. Ngọc kia ẩn dạng khó tầm, chọn nơi chân chánh khỏi lâm khổ hình. Ách trời nạn nước thình lình, người hung cứ mãi chống kình với ta. Theo tài học cũ nôm na, hỡi ai trí thức tầm mà càng sâu. Lúc này chưa thể ngồi lâu, tách rời chốn khác ngõ hầu giải răng. Tín đồ cùng các chư tăng, từ rày sắp đến nói năng chọn lời. Bớt phiền bớt não cuộc đời, ráng nghe lời dạy vậy thời hành ý. Đạo màu ba chấm ráng ghi, thứ nhất tranh kiến việc chi xem nhìn. Luận bàn chân lý cho minh, chuyện chi xem đoán xảo tinh mới là. Thứ nhị chánh ni mạng vậy mà, việc làm do lĩnh tâm hồn khiến sai. Thứ ba tư duy bằng nay, các điều tưởng nhớ thắng ngay mới màu. Thứ tư chánh nghiệp mặc dầu, nghề chi thì cũng nó hầu làm ngay. Tà gian tánh đưa ấy tù đài, của người tham nhũng nghề này chớ nghi ham. Thứ năm tinh tấn hội đàm, sạch trong kỹ lưỡng mà làm mới ngoan. Thứ sau chánh ngữ liệu toan, nói nặng điều chánh thì an chớ gì. Thứ bảy chánh niệm vậy thì, khi cầu khi nguyện chuyện gì thành tâm.
thứ tam chánh định chớ lầm, từ bi hai chữ đứng nằm chớ quên, ngồi đâu cũng định mới nên, đừng cho công việc hớ hên với người, hành ý thì đáng vàng mười, tùy lòng tùy sức của người đời nay. Tu nhân hiền hậu cũng hay, dạy đời phải viết ngày dài cho tin. Rút trong các luật các kinh, tùy lòng không ép làm in vàng này. Thấp cao các bậc chớ chạy, kẻ ngu người trí nghe thầy giải khuyên. Sớm khuya ba tánh cần chuyên, nghe lời dạy bảo cánh tiên vừa kề. Ít lâu ta cũng trở về, khuyên cùng bổn đạo chớ hề lãng sao. Trì lòng chớ có núng mơ nào, từ đây nhân vật mòn hao lần lần. Mấy lời nhắn lại ân cần, bổn đạo xa gần nghĩ cạn mới hay. Tu trì nguyện ước cầu mai, thượng mơn hồi phục là ngày an cư. Học câu hỷ xá đại từ, nói gương nghĩa sĩ giả tư chớ gần. Bốn nam tấu mắt tạo tầng, chúng sanh thang nhớ thì gần cùng ta. Xác trần ta đã rời xa, bá già ở lại vậy mà bình an. Kìa kìa anh hối hò khoan, tình lang về mất hổ hang mặt mày. Sớm lo sắp đặt luyện tài, Phật trời phân định mặt mày mới sinh. Ơn trên lượng rộng thinh thinh, từ bi khuyến giải mặt tình nghe không. Giống hiền như thế gieo bông, nhụy đơm thơm phức màu hồng xuê sang. Dân ta dòng giống tiên ban, chớ đâu có giống ngổ ngang hung sùng. Mặt tình ba tánh có dùng, ai muốn nghe khùng chép lấy mà coi. Lấy tâm lấy trí xét soi, thầy đi dạy bắt thử coi lẽ nào. Thôi thôi dân chớ hùng hào, khùng từ bổn đạo tẩu đào bắt nghi đô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, chương trình được liên tục. Kính mời quý vị theo dõi đề tài ý nghĩa ngày 18 tháng 5, bài viết của Quỳnh Minh Quang. Đồng đạo Nguyễn Thanh Giàu sẽ trình bày sau đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Kính thưa quý vị, nhân kỷ niệm 80 năm ngày Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo, chúng tôi xin đọc lại một cảm nghĩ của tín đồ trẻ đã viết về ý nghĩa ngày đại lễ 18 tháng 5.
Kính thưa quý vị, Đức Huỳnh Giáo Chủ, tục danh là Huỳnh Phú Sổ, sinh ngày 15 tháng 1 năm 1920, nhằm ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi. Ngài là trưởng nam của Đức ông Huỳnh Công Bộ và Đức bà Lê Thị Nhậm, một gia đình trung lưu nhiều phúc hậu và phước đức trong vùng. Ngài đáng sanh tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, một vùng xa xôi giáp biên thùy biên việt. Lúc nhỏ, Ngài thường bị bệnh liên miên, không có thầy thuốc nào chữa trị được. Sau khi hướng dẫn thân phụ đi viếng các núi non am động trong vùng Thất Sơn, Tà Lơn, những núi non linh thiêng hùng vĩ, Ngài đã tỏ ra đại ngộ và chính thức khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo vào ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, nhằm ngày 4 tháng 7 năm 1939. Số tín đồ quy ngưỡng theo Ngài khoảng 2 triệu người lúc bấy giờ. Ngược dòng thời gian 80 năm về trước, ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, trong bối cảnh lịch sử đen tối, xã hội băng hoại, đạo đức suy đồi, nhân tâm ly tán, thảm họa sắp tràn lan, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã khai sáng ra nền đạo Phật giáo Hòa Hảo để cứu độ và dìu dắt nhân sanh khỏi chốn mê lầm, bờ giác ngạn chuyên tâm lần bước tới. Ngài đã tiết lộ trong phần sứ mạng: vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan, và thiên tào đã xét định khắp chúng sanh trong thế giới trong cái buổi hạ nguân này say mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả. Luật trời đã trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều. Vì lẽ đó nên Ngài khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu, cải tà quy chánh, thì mới mong thiên đình ân xá bớt tội căn để kiếp đến long hoa chầu Phật, mà Đức Huỳnh Giáo Chủ đã minh định rõ ràng như sau. Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Trong sứ mạng cứu độ nhân độ thế đó, Ngài mạnh mẽ chấn hưng Phật giáo học đường và canh tân phương pháp hành đạo, dùng ngôn ngữ bình dân dễ hiểu nhưng rất cao siêu màu nhiệm. Đặc biệt nhất, Ngài dùng tiếng Việt Nam trong kinh giảng một cách tài tình, dễ đọc, dễ hiểu, nên được sự hưởng ứng mãnh liệt của nhiều tầng lớp, từ nông dân chất phác hiền lành đến bậc khoa bảng tri thức nho gia như ông Chính Diệm, Nguyễn Kỳ Trân, bác sĩ Trần Văn Tâm, luật sư Mai Văn Dậu, thi sĩ Việt Châu Nguyễn Xuân Thiếp, vân vân. Như Đức Thầy cho biết, quá mắt mỏ bởi chưng phản ngữ nên người đời khó kiếm cho ra. Mỏ chuông bài bộc độc tụng ó la, chớ hiếm kẻ tường thông nghĩa lý. Thử hỏi, nếu người tu hành không hiểu rõ ý nghĩa của kinh giảng thì làm sao hành được cho đúng đắn? Nên Ngài mạnh dạn diễn giải chữ tu là gì, rất dễ hiểu cho người hạ căn thiểu trí. Tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa, vậy thì mới mau. Hay là tu đầu tóc không cần phải cạo, miễn cho rồi cái đạo làm người. Đặc biệt hơn nữa, giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đã đưa chánh pháp trở về vô vi đúng chân truyền của Đức Phật Thích Ca. Đạo vô vi của Phật ân cần nối theo chí Thích Ca ngày trước. Bởi thời mạt hạ này, người tu quá chú trọng vào hình tướng bề ngoài mà quên đi trao sửa tâm tánh bên trong, làm cho đạo Phật suy đồi. Đúc tượng lớn chùa cao bối rối mà làm cho Phật giáo suy đồi. Tu vô vi chớ cúng chè xôi, Phật chẳng muốn chúng sanh lo lót. Hoặc là tạo làm chi những cốt giới hình, khùng nói cho già trẻ làm tin, theo lục tổ chứ theo thần tú. Theo Đức Lục Tổ Huệ Năng, ở đây là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, tìm sự giác ngộ giải thoát nơi tự tâm của mình. Còn theo thần tú là hình thức bề ngoài, chuông mỏ, độc tụng ó la, xá phướng, lầu kho, giấy tiền vàng bạc vân vân. Theo thần tú tạo nhiều chuông mỏ mà xưa nay có mấy ai thành. Phật từ bi, độ tử, độ sanh là độ kẻ hiền lương nhân ái. Xá giới phướng là trò kỳ quái, làm trai đàn che miệng thế gian. Chẳng những thế, Ngài còn phá bỏ những tập tục mê tín dị đoan kỳ quái. Chẳng nên rước những ông thầy dưng bông, đốt giấy tiền vàng bạc, xá phướng lầu kho, vì đó là chuyện tốn tiền vô ích. Những giấy tiền vàng bạc cũng thôi, chớ có đốt tốn tiền vô lý.
Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy rằng ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc mà tốn tiền vô lý, vì cõi Diêm Vương không bao giờ dùng hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường đói rách tàn tật. Thậm chí đến cả Phật và Tam Bảo cũng thế. Ngài đơn giản quá tối đa cách thờ cúng. Nên thờ đơn giản cho lòng tin tưởng trở lại tâm hồn hơn ở vào sự hào nhoáng bề ngoài. Và về cách cúng Phật, chỉ nên cúng nước lạnh, bông hoa và nhang thôi. Nước lạnh tiêu biểu cho sự trong sạch, bông hoa tiêu biểu cho sự tinh khiết, còn nhang dùng đặng bán mùi quế trược. Và chỉ thờ một tấm trần già. Lại nữa, từ trước đến giờ các sư dùng màu già để biểu hiện cho sự thoát tục của mình. Và màu ấy là sự kết hợp của tất cả các màu sắc khác, nên có thể tượng trưng cho sự hòa hiệp của nhân loại không phân biệt chủng tộc và cá nhân. Vì vậy, chúng ta dùng nó trong chỗ thờ phượng để tiêu biểu cho tinh thần vô thượng của nhà Phật. Ngôi Tam Bảo hãy thờ trần đỏ, tạo làm chi những cốt giới hình. Từ chỗ đơn giản hóa phương thức thờ phượng cúng lại, Ngài khuyến tấn đệ tử đi đến chỗ vô vi chánh pháp. Vô pháp tướng mới là thiệt tướng. Hoặc nhà cửa nhỏ hẹp quá không có chỗ thờ phượng, thì đến giờ cúng kiến chỉ vái thầm và niệm Phật trong tâm cũng đặng. Phải nói rằng đây là điểm đặc biệt của giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Vì người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo có thể cúng bất cứ nơi đâu, bất cứ hoàn cảnh và thời gian nào. Đi trên máy bay, trên xe, trên tàu bè, đi chợ, đi làm, đi chơi, đi ngủ, vân vân. Cúng lại trong tứ tướng oai nghi, không cần gì phải đợi khi có bàn thờ hay nhang đèn chẳng hạn. Ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà, Phật chẳng chấp, chẳng nài thời khắc. Đức Huỳnh Giáo Chủ đã tóm lược yếu lý của Đạo Phật để đưa thẳng vào đời sống con người. Đào tạo con người có thái độ nhập thế, sống ở thế gian, tu với thế gian, phục vụ cho thế gian. Đó là hành động thực tế để lập công bồi đức về cõi Niết Bàn sau khi chấm dứt ở thế gian. Người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nào cũng hiểu rằng muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Nếu không làm xong bổn phận tại thế gian hôm nay, tất nhiên ngày mai không có hy vọng tiến lên cõi cực lạc. Tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Và đến ngày biển cạn non mòn, tứ ân đã trả chẳng còn tội căn. Tính chất nhập thể của giáo lý Phật giáo Hòa Hảo và thái độ nhập thế để hành đạo của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã diễn tả mối liên hệ mật thiết giữa đạo và đời như sau. Có nhiều người người ta thường nói, đời không đạo, đời vô liêm sĩ, đạo không đời, đạo biết dạy ai. Mà trong sấm giảng Đức Thầy cũng có câu, ai ai cũng ở trong đời, chốn nào không đạo là đời vô liêm. Đức Huỳnh Giáo Chủ là nhà tu hành, đã hóa thân thành người chiến sĩ tiên phong trong phong trào giải thoát cho dân tộc và đất nước. Thấy dân thấy nước nghĩ mà đau, quyết rứt cà sa khoác chiến bào, đuổi bọn xâm lăng gìn đất nước, ngọn cờ độc lập phất phơ cao. Người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo vừa tu hành vừa trả ơn đất nước, tu nhân để lập bồi công đức, hầu có mặt trong Long Hoa Đại Hội, rồi tiếp tục học Phật để đạt đến quả vị Niết Bàn giải thoát. Trong lần đi khuyến nông tại Phụng Hiệp, Đức Thầy có hỏi rằng, tôi là một nhà tu hành, lẽ thì vào chốn non cao núi thẳm tu tâm dưỡng tánh, cớ nào hôm nay lại xen vào chánh trị? Thấy không một ai trả lời, sau đó Ngài ngâm bài thơ. Yêu nước bao đành trơ mắt ngó, thương đời chưa dỗi ẩn non cao, quyết đem tâm sự tâu cùng Phật, coi lĩnh từ bi giải lẽ nào. Kính thưa quý vị, kỷ niệm 80 năm ngày khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo, thời gian tuy ngắn so với các tôn giáo khác, nhưng dưới sự dìu dắt của vị giáo chủ siêu phàm độ thế, với bảo pháp học Phật tu nhân, giáo lý tư ân thực hiện đã phát triển mạnh mẽ, ăn sâu vào quần chúng và sớm trở thành một tôn giáo dân tộc, một sức mạnh tinh thần dũng mãnh, một khối nhân lực không nhỏ đã đóng góp vào công cuộc giành độc lập tự do cho nước nhà. Hôm nay, dù Đức Tôn Sư còn xa vắng, người Phật giáo Hòa Hảo vẫn giữ vững niềm tin, kiên trì chịu đựng, giữ đạo chờ Thầy. Cho dù phải hy sinh cho đại nghĩa như đã từng hy sinh dâng hiến trong quá khứ và hiện tại,
người Phật giáo Hòa Hảo sẽ vẫn giữ được bản chất trong sáng của kẻ tu hành, không màng vật chất, gạt bỏ lợi danh. Đó chính là nét độc đáo của Phật giáo Hòa Hảo. Hiện tại đất nước đang còn bị thống trị bởi bọn vô thần, chưa có nhân quyền, chưa có tự do tôn giáo. Người Phật giáo Hòa Hảo chưa thể ngồi yên, nhắm mắt làm ngơ, mà phải dấn thân tranh đấu cứu lấy quê hương giống nòi. Đến khi nào đất nước hết thương đau, dân lành không còn thảm khổ, thì họ sẽ trở về vui câu đạo hạnh, tiếp tục tu hành đến ngày thành công viên mãn, như Đức Thầy đã minh định. Tăng sĩ quyết chùa Am bế cửa, tuốt gươm vàng lên ngựa sông pha, đền sông nợ nước thù nhà, thiền môn trở gót Phật Đà Nam Mô. Chừng ấy mới tỉnh vô nhất vật, bụi hồng trần rước sạch của không. Chuông linh ngân tiếng đại đồng, ta bà thế giới sắc không một màu. Đức Quỳnh Giáo Chủ đã thể hiện hình ảnh cao đẹp của bậc chân tu ái quốc, vua Trần Nhân Tôn, điều ngữ giác hoàng của Trúc Lâm Yên Tử, một đại đức khuôn việt, mặc dù đã lánh bụi hồng trần, nhưng vẫn ra tay gánh vác sơn hà. Đức Thầy là tấm gương chói sáng cho hậu thế, là ngọn hải đăng dẫn đường trong tâm tối, là ánh sáng chân lý đưa chúng sanh đến bờ giải thoát. Trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả và chư quý đồng đạo. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên thành, tinh tấn tu hành để được diện kiến Đức Thầy khi Ngài trở gót. Quỳnh Minh Quang, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, chương trình phổ truyền giáo lý Phật giáo Hòa Hảo của Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo miền Nam California đến đây đã hết. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ sự yểm trợ của tất cả quý vị và ước mong đón nhận sự đóng góp, ý kiến xây dựng của tất cả quý vị để cho chương trình càng ngày càng được phong phú hơn. Nhân mùa đại lễ 18 tháng 5, chúng tôi cầu xin ơn trên gia hộ cho toàn thể quý đồng đạo trong và ngoài nước, cũng như tất cả quý khán thính giả của Đài Đi Đô Sài Gòn TV được nhiều sức khỏe, an lạc trong tâm hồn, đạo quả viên dung. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.